mày đọc. Đây. Đấy thì đây bên này có nhiều đây nhá. Ok. Đây này. Ok. Hay nói ầm ĩ là con vịt bầu. Hay hỏi đâu đâu là con chó vẹt. Đúng rồi. Hay chăng dây điện là con nhện con. Đúng rồi. Cắt thưởng nào. Thôi, bắt đầu viết đi. Viết 2 đến 3 câu kể về con vật em yêu thích. Con vật em yêu thích á. Có cần nói vì sao không? Cần. Con thích nói không nói thì thôi. Thôi con nói thì con được 2 câu và 3 câu. Đặt câu hay mà. Câu hay vào nhé. Chị nghĩ là kỹ. Xong gọi là chú chó đi cho okay. Nó dễ thương. Ok. Em thích chú chó vì chú chó giúp em trong nhà khi em buồn hoặc em chán. Em sẽ có chú chó bên cạnh để chơi đùa cùng em. Đó là hay. Mày con thấy bố sửa cho con được không? Được. Nó dùng từ chó nó dễ thương lịch sự. Cho cậu mở một tí đấy, cậu viết nốt đi.
giúp biết giúp bạn là tốt. Nhưng còn bạn bên cạnh con đã còn mực xong còn bút xong còn mang cả hai cái bút xong bây giờ con đang với các bạn là Nga, cho tao mượn bút đi. Bạn đi trêu. Bút của tớ đó, bút của tớ biết xấu lắm, cha tớ bút cậu để tớ biết. Không thật đấy. Tại vì có hôm bạn đấy bảo là cha tớ thử biết một chữ được không? Hay là con thử cho con cho bạn đấy viết một chữ không, bạn đấy thấy đẹp quá không, một cả ngày bạn đấy chỉ hành con là để bạn cho tớ mượn bút của cậu đi và đã hết cả đầu. Trong mà trời ngại trời nhẹ trong nhà rồi trong nhà hay là trong gì trong nhà là trời nặng trời nhẹ.